Phi trường quốc tế Tây Sydney, WSI, còn được gọi là Nancy Bird Walton, được dự định sẽ khai trương vào cuối năm 2026 và sẽ mang lại các cơ hội mới thật phấn khởi cho vùng này. Các đường bay sơ bộ cho phi trường mới đã được thiết lập và chính phủ Úc sẽ tìm nhận sự góp ý từ cộng đồng về các đường bay này trong buổi triển lãm công khai bản dự thảo báo cáo tác động môi trường. Giống như việc xây dựng đường xá, thiết kế các đường bay mới và an toàn là công tác kỹ thuật cao và liên quan đến nhiều yếu tố. Đáp lại sự góp ý của cộng đồng về khái niệm đường bay ấn hành năm 2015, chính phủ đã quy định 12 nguyên tắc thiết kế không phận để hướng dẫn việc thiết kế đường bay. Các đường bay sơ bộ cho phi trường Tây Sydney đã tuân theo các nguyên tắc này. Các nguyên tắc này gồm có việc gắn hết mức để tránh có các chuyến bay qua khu dân cư và các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn, và cân nhắc về các khu vực thiên nhiên và nhạy cảm về thị giác. Các quy tắc quốc tế và các yếu tố khác đóng vai trò định dạng các đường bay. Hướng của phi đạo có ảnh hưởng lớn đối với việc thiết kế đường bay, có các yêu cầu nghiêm ngặt phải được tuân theo khi một máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Tại phi trường WSI, phi đạo có hướng Đông Bắc, Tây Nam. Tất cả các lựa chọn đường bay của phi trường WSI đều được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường, hiệu quả và công suất. Những lựa chọn này sau đó được thử nghiệm thêm để đảm bảo việc thích nghi đối với các mối nguy hiểm như địa hình, đường bay của các phi trường khác và điều kiện thực tế. Cuối năm nay, quý vị sẽ có thể góp ý về các đường bay sơ bộ trong tiến trình dự thảo tuyên bố tác động môi trường. Nhận xét của quý vị sẽ giúp hoàn thiện các đường bay cho các thiết kế chi tiết. Muốn biết thêm chi tiết thông tin, xin xem trang mạng wsiflightpaths.gov.au.